Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa dendrochop tầm tầm trung nha các cô chú anh chị. Tầm trung cũng nhiều mặt hoa đẹp đẹp không ạ. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Và đây, đây là cái mặt hoa. Mặt hoa này là mặt hoa Gilbagon. Gilbagon này em chờ nay mấy ngày rồi. Bữa nay em mới chịu nở nè. Mà giờ nôn quá cũng quay luôn. Chưa lên màu các cô chú anh chị. Chưa lên màu, nó mới hé, chưa thẳng cánh nổi nè. Như vậy là thấy đẹp rồi các cô chú anh chị. Hai ba cái cánh, này nó chớp mờ mờ, hai cái cánh thì chớp rất là rõ, cái lưỡi thì cực kỳ đẹp, cái lưỡi nó là tím đậm luôn, thiệt là đẹp. Đẹp lắm nha các cô chú anh chị. Gilbagon cũng cũng giới thiệu đến các cô chú anh chị mình, để các cô chú anh chị mình, cô chú anh chị nào có rồi thì mình ngắm hoa, ngắm hoa cùng với em. Còn cô chú anh chị nào mình chưa có mặt hoa này thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Cái giò này không, nó dài lắm, nhưng mà do cái cây mới tách đó, mới tách nên em bẻ, khúc đầu em bỏ, em giữ lại hai bông thôi, chờ nở có hoa chính chủ rồi, có bông ngắm, có hoa để quay để các cô chú anh chị mình cùng xem. Gilbagon nha các cô chú anh chị. Em quay mấy cây bự bự vậy mà cô chú anh chị mình toàn là hỏi mấy cây nhỏ không. Nhỏ không, nhỏ thì có nhỏ nhưng mà nhỏ thì không nhỏ lắm. Đây có như cái chậu này là nó có hai thân nè các cô chú anh chị. Hai thân đẹp lắm các cô chú anh chị. Hai thân này là cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ mà đẹp luôn các cô chú anh chị. Đây, đây là một cái mầm gốc nó đang lên nè các cô chú anh chị. Này, mầm gốc lên nè. Đây là một mầm nè ha. Một mầm. Một mầm nè. Em lột vỏ lụa ra cho các cô chú anh chị mình thêm luôn nè. Vỏ lụa. Đây, ngay chỗ ngón tay em chỉ nè, đây là một mầm nữa, là hai mầm. Hai mầm đang lên. Còn cái mầm bên đây. Bên đây ở dưới là cái mầm gốc nè, còn ở trên là cái mắt gối. Đó. Hai cộng đều còn mắc mũi hết nha các cô chú anh chị. Đó, hai cộng đều còn mắc mũi hết. Thì đây là mã số 1 nè các cô chú anh chị. Mã số 1 này là 2200k. Đó, 19 xăng với 25 xăng ha. Đo lại cho các cô chú anh chị mình xem ha. Đây. Đó, đây. Nó 19 chứ nó 20 xăng luôn rồi nè các cô chú anh chị. 20 xăng rồi, thấy chưa? Tại cái này không có đo xăng, không có bán tiền, không có bán cây mà bằng đơn vị xăng, nên là em đo là em đo nó vậy thôi, nó phóng phóng vậy đó. Đó. Cái này 26 xăng. Em đo để các cô chú anh chị mình hình dung được cái cây nó là bao lớn. Đây. Cô chú anh chị mình thấy cái thân này nó to lắm nha các cô chú anh chị. Đây em so sánh với cây bút bút xó nè. Cái tay mà ngón tay mà không có trăm gram nào với cái thân cây hết trơn nha. Mập ú ú luôn các cô chú anh chị. Mập ú ú luôn. Đó. Gilbagon nha các cô chú anh chị. Gilbagon mã số 1 2200k. Đó. 2200k. Dạ, tiếp tục đây là mã số 2 nè các cô chú anh chị. Mã số 2 này là cũng là 2200k. Gilbagon. 2 cộng này nó cũng 9-10 với là 2 cộng mã số 1 luôn các cô chú anh chị. Đây nè. Đây nè. Đây cái mặt, cái mầm gốc nó nằm phía dưới nè, còn ở trên là cái mắt gối nè các cô chú anh chị. Còn đây là cái mầm gốc nè. Rồi, cái nè, cái mầm bên đây nữa nè.
Cây này thì đang đang cái vòi hoa nè, mã số này là đang vòi hoa luôn nè các cô chú anh chị. Rồi, em đo lại nha. Em đo lại cho các cô chú anh chị mình xem nè. À, đó. 21 xăng, 20 xăng thì cũng đều được. Rồi, cái cổng bên đây. Cái cổng bên đây là 24 xăng nè. Cái cộng bên đây là 24 xăng. 20 xăng, 24 xăng cộng lại ra ra 44 xăng rồi. Mắt mũi nó còn nguyên nha các cô chú anh chị, đang có vòi hoa luôn 2000k. Cái này thành ra là nó cái này trồng hôm nay chắc cũng tháng hả ta. Khoảng tầm tháng, nói chung rễ cũng đang xuống ngon lành cành đào lắm các cô chú anh chị. Rễ đang xuống ngon lành cành đào lắm. Đang xuống thôi, chứ còn nói ấm chậu thì chắc cũng chưa đâu. Tiếp tục là mã số 3 nè các cô chú anh chị. Mã số 3 1500k. 1500k nha các cô chú anh chị. Ở đây là 3 thân. 3 thân. 3 thân nhưng mà cái thân này là nó hết hết mắt gốc rồi. Đó, hết mắt gốc. Hết mắt gốc rồi, bây giờ cái thân này thì nó có cái mắt cái gối chỗ này nè, nó u u rồi nè. Đó. Đó, hy vọng nó ra đó được kỳ. Còn đây, cái cọng này đang lên một mầm gốc luôn nè. Đang lên một mầm gốc. Rồi, cọng bên đây nó nằm hơi thấp nên là không có thấy được cái mầm gốc các cô chú anh chị. 1500k nha các cô chú anh chị. Đây. Các cô chú anh chị mình xem nè, 10 xăng nè. 10 xăng thì cộng bên đây 10 xăng luôn. À, là coi như 20 xăng. À, còn cái cọng cọng cao nhớ cái cọng hết mắt này còn lá này nó là 15 xăng rồi các cô chú anh chị. Chung với cái chậu đang hoa nó tách ra nha các cô chú anh chị, tất cả mấy cây này đều có hoa hết rồi. À, này nó chỉ gọi là cho hoa lại thôi. À, rễ nè các cô chú anh chị mình thấy nè, mồi mồi rồi các cô chú anh chị mình xem, rễ đang xuống rất là ngon lành nha các cô chú anh chị. Đó, nè, rễ đang xuống ngon lành. Mã số 3 1500k các cô chú anh chị. Chờ tiếp tục đây là mã số 4 1000k các cô chú anh chị. 1000k nha các cô chú anh chị. Đây. Trời đang nắng ngon, tự nhiên cái chuyển mưa nữa rồi. Mất nắng rồi. Đây, cái cọng đầu này là cái mầm gốc nó đang lên nè các cô chú anh chị. Rồi mầm bên đây cũng đang lên luôn. Cái cọng này là ở phía dưới nó có một mắt đó, nhưng mà nó quay được không ta. Dưới đây nó còn một mắt nữa nè. Không biết là cái mắt đó còn nguyên không, em không biết nữa. Em thấy nó nhú ra ngoài miếng này nè, mà không biết sao. Tại trời tối rồi, không thấy được. Rồi, mã số 4 này 1000k nha các cô chú anh chị. Em đo chiều dài nó cho cô chú anh chị mình xem ha. Nè, 11 xăng nè. 11 xăng. 11 xăng, còn cái cọng già này là 8 xăng hơn rồi đó. Đó. À, tiếp theo đây là cái mặt hoa mà em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình. Đây là nó hơi chá hay sao các cô chú anh chị. Mặt hoa này là cực kỳ đẹp nha các cô chú anh chị. Đây là mặt hoa kim cương máu. À, đặt cái tên nghe cũng hấp dẫn quá. À, kim cương máu nha các cô chú anh chị. Kim cương máu này đây cũng là lần đầu tiên em giới thiệu ở trên YouTube để các cô chú anh chị mình xem. Như hôm nay em cũng bán mấy kỳ rồi mà em bán ở trên Zalo quá. Kim cương máu. Cô chú anh chị mình thấy cái mặt hoa hấp dẫn không? Nhưng mà cái cây này nó cũng nằm ở cái tầm là khá khá nha các cô chú anh chị. À, nằm ở tầm trung. À, giá nó cũng có giá. Kim cương máu nha các cô chú anh chị. Đây. Tiếp theo là cái mã số 5 nè, mã số 5
kim cương máu mã số 5. Cái mã số này có giá là 7.000k nha các cô chú anh chị. 7.000k. Đây, 7.000k. Đây cô chú anh chị mình thấy nè, đây một mắt nè. À, ở dưới là một mắt rồi, ở trên là cái gối nó là nó sẽ mắt sáng luôn. 7.000k. À, cái kia này là được 25 xăng rồi nè các cô chú anh chị. 25 xăng cho cái là chiều dài của cái cọng kim cương máu. À, cái cọng này là rễ ấm chậu rồi nha các cô chú anh chị. Rễ ấm chậu rồi. Coi như là hai cái mầm gốc với một cái mắt gối là nó lên luôn rồi. À, lúc trước cũng có một cọng và bán cho ông đại gia Cà Mau rồi. À, kim cương máu nha các cô chú anh chị. Nói chung cái này cũng hàng sưu tầm, nó dạng là cao cấp, cao cao tí. À, cũng chưa cao lắm nhưng mà đều nó cũng là dòng khá rồi. Kim cương máu nha các cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo đây là một cái mặt hoa cũng là dạng hàng sưu tầm nữa nè các cô chú anh chị. À, nó nằm ở cái tầm cũng khá khá. Đây là chớp tím hồng nha các cô chú anh chị. Chớp tím hồng, dòng này nó cũng cao giá. Chớp tím hồng. À, cô chú anh chị mình thấy cái mặt hoa nó là cực kỳ không? Đó. Chớp tím hồng. Giá này cũng khá khá cao nha các cô chú anh chị. Đây, đây là cái chớp tím hồng. Mã số 6, 2.500k các cô chú anh chị. Dung dòng này nó cũng khá nha các cô chú anh chị. À, rồi, cái mầm này được 7 xăng rồi các cô chú anh chị. Cái mầm này được 7 xăng. À, được 7cm rồi nha các cô chú anh chị. Cây này chưa, để coi, ủa cây này ấm chậu chưa ta? Chưa, cây này chưa ấm chậu. Cây này là em mới trồng ra khoảng tầm tuần lễ có. Ừ. Đang giai đoạn là chờ ra rễ. À, chớp tím hồng 2.500k nha các cô chú anh chị. Dạ, đây là cái mặt hoa chớp AB các cô chú anh chị. Chớp AB nha các cô chú anh chị. À, đây cũng là mặt hoa chớp rất đẹp. Chớp AB. Cái này cánh nó màu vàng nha các cô chú anh chị. Cánh nó màu vàng, còn chớp là chớp tím. Dạ, đây. Hình cây thực tế nè các cô chú anh chị. Mã số 7, 1.800k nha các cô chú anh chị. 1.800k thì đây là em có 3 cộng nè. 3 cộng. Một mẹ rồi một con một cháu. Tức là đối với cái cọng bà ngoại nè, cái cọng bà ngoại nè, bên đây là nó còn một mắt nè, em chưa khai thác nha. Đó, thì mẹ bên đây, mẹ thì mới đẻ có một con này. Cọng này là nguyên zin, nhưng mà mẹ là phải còn một mắt nữa. Đó, như vậy là mẹ còn một mắt nữa đâu ở bên đây. Hình như chỗ này nè. Đó, chỗ này. Đó. Ba cộng các cô chú anh chị. Đó, ba cộng nè. Cộng này cho hoa rồi nha các cô chú anh chị. Cho hoa rồi. Để em đo cho các cô chú anh chị mình xem cái cây nó dài bao nhiêu ha. Như cái cọng con này là dài được 15 xăng nè. À, cọng con là 15 xăng. Cọng mẹ là khoảng 17 xăng. Cọng mẹ là 17 xăng. Còn cái cọng bà ngoại. Cái cọng bà ngoại thì cũng được 18 xăng. À, cái cộng bà ngoài cũng được 18 xăng. À, nhà bà cộng có số đo như mới vừa đo đó. À, đẹp nha các cô chú anh chị. Cái cây này cũng đã từng có hoa tại vườn rồi. À, khi em đem nó về là nó đã cho hoa rồi nè. À, mã số 7, 1.800k nha các cô chú anh chị.
Tiếp theo đây là cái mặt hoa pin tròn nè các cô chú anh chị. Pin tròn. Đó, pin tròn. Cái này một chùm hoa luôn ha. Đây. Một hoa nè, cho các cô chú anh chị mình nhìn cho nó rõ cái mặt hoa. Chớp cánh chớp lưỡi luôn nha các cô chú anh chị. Pin tròn. Mặt hoa quá đẹp nha các cô chú anh chị. Pin tròn. Bây giờ pin tròn rồi pin bầu. Em giới thiệu hai loại cùng một lúc nên là em cho cô chú anh chị mình xem hai loại luôn nha. Đây là pin tròn này nha các cô chú anh chị, pin tròn. Đây là pin bầu. À, pin cánh bầu. Pin cánh bầu nha các cô chú anh chị. Bông cái pin cánh bầu này thì cái bông nó to. Bông nó to, to nó to hơn cái pin cánh tròn nhiều lắm. Pin cánh bầu. Mà giá nó cũng cao hơn nữa các cô chú anh chị. Rồi, bây giờ pin bầu nha. À, bên tròn. Lộn. Mã số 8 là 900K nè các cô chú anh chị. À, pin cánh tròn. Thì đây có là ba thân, một mẹ, một con, một cháu. Một mẹ, một con, một cháu. Đây. Đây là cái thân bà ngoại. Bà ngoại vẫn còn ngon lành nha các cô chú anh chị. Đây nè. À, bà ngoại vẫn còn một mắt chuẩn bị lên. Còn mẹ thì không thấy, chưa thấy mắt. Pin tròn. Để coi cộng bà ngoại nè. Cộng bà ngoại này nữa là cộng bà ngoại là 4 xăng. Cộng bà ngoại 4 xăng nha. Cái cộng mẹ là 6 xăng. Cái cộng con là 4 xăng. Cái thước này nó hơi chá, cô chú anh chị không thấy, nhưng mà cô chú anh chị cứ nghe em đọc bao nhiêu là nó bao nhiêu á. Về đo chỉ có từ đủ tới dư thôi, không bao giờ thiếu. Pin tròn. Mã số 8 900K. Mã số 9 thì vẫn là pin tròn. 750K. Cộng này cao hơn. À, cộng này ốm cao. Đây, một mắt bên này nó đã sáng rồi nè các cô chú anh chị. Rồi, mắt bên đây luôn là hai mắt. Còn cái này là chưa có ấm chậu nha. Cái này em mới trồng nha các cô chú anh chị, mới trồng vài hôm. Nè, rễ nó bắt đầu tươm ra nè. Đó, cái đầu rễ xanh lè đó. Đó. Rễ nó bắt đầu ra thôi. 10 xăng đúng luôn các cô chú anh chị. 10 xăng đúng luôn. Đó. Cái cộng pin này là 10 xăng nha các cô chú anh chị. 10 cm. Đó. Rồi, đây là chậu pin cánh bầu nè các cô chú anh chị. Mã số 10 này là 1400K. Cái loại này thì pin cánh bầu này thì em nói như từ đầu á, là nó sẽ giá nó sẽ cao hơn. Đây, 13 xăng nè các cô chú anh chị. À, 13cm nha các cô chú anh chị. Cái này cũng chưa ấm chậu. Cái này em trồng khoảng 2 tuần gì đó. À, cô chú anh chị mình thấy là rễ nó đang xuống rất là nhiều. Rễ nó đang ra nhiều lắm rồi. Nè. Đầu rễ xanh lè luôn nè. Đó. Đó. Cây nó còn đang mất sức nha các cô chú anh chị. Đây. Đó. Pin cánh bầu. Đẹp lắm nha các cô chú anh chị. Hoa đẹp. Rồi. Tiếp theo, đây là pin cánh bầu luôn các cô chú anh chị. Mã số 11. Mã số 11 pin cánh bầu là 1000K. Đây. Chậu này, cái cọng này em cũng mới trồng luôn nên là nó chưa có ấm chậu nha các cô chú anh chị. Cái này là bao nhiêu đây? 10 cm rồi các cô chú anh chị. Cọng này 10 cm. Mấy cây này đang trong quá trình chờ ra rễ thôi chứ nó chưa có ấm chậu nha các cô chú anh chị. Pin cánh bầu. Mã số 11 1000K. Dạ, cái mã số cuối cùng và dạ, cũng là cái mặt hoa cuối cùng em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình, đó là chớp 4N các cô chú anh chị. Cây này chớp nghịch nè. Đó, chớp 4N nha các cô chú anh chị. À, mặt hoa này giờ cũng hấp dẫn lắm các cô chú anh chị ơi. Chớp 4N nha các cô chú anh chị.
Đó, đây là chớp nghịch nha, chớp 4N nghịch. Còn đây là cái cây chớp 4N thuận nè, cây này ở nhà đang nở nè, tại mấy bữa nay là em chưa có quay cho các cô chú anh chị mình cùng xem. Đây nè, đây là cây cây chớp 4N thuận nè. Đó. Mã số 12. À, chớp 4N các cô chú anh chị, 650k. Cái cây này thì cũng mới trồng nha các cô chú anh chị, mới trồng được vài vài bữa thôi. Rễ đang xuống. Mắt mũi là sáng quách hết ráo rồi, đang chuẩn bị lên mầm gốc các cô chú anh chị. 650k. 650k nha các cô chú anh chị. Cái cọng này được 14 xăng nè các cô chú anh chị. Cọng này 14 xăng nha các cô chú anh chị. Mắt mũi là bao phê, rễ cũng đang ra. Đó. Dạ, như vậy là vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa dendrochớp để các cô chú anh chị mình sưu tầm, bổ sung vào bộ sưu tập dendrochớp của mình. Thì cô chú anh chị nào mình chưa có mặt hoa nào thì mình chốt mặt hoa ấy nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Rồi, xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.